Xin chào 500 anh em đang xem kênh. Trong tập 225, Đường Tam thành công lấy đi cái mạng của Tông chủ Tượng Giáp Tông Hồ Diên Trấn. Sau đó, Sử Lai Khắc thất quái bắt đầu càn quét, gây cho Võ Hồn Đế quốc không ít tổn thất. Quá nóng mắt, Bỉ Bỉ Đông dẫn theo 8 phong hào đấu la lên nghênh chiến. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập 226 nha. Cùng lúc với Đường Tam bắt đầu chiến đấu, Sử Lai Khắc thất quái cũng không hề nhàn rỗi. Đới Mộc Bạch dựa vào thân thể cường hãn, trực tiếp nhảy vào trận hình của đối phương, hai kỹ năng phụ trợ đồng thời xuất ra, hóa thân thành Bạch Hổ, lập tức giết chết hai gã đệ tử hơn 60 cấp của Tượng Giáp Tông. Mã Hồng Tuấn đầu tiên là phát ra Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ phóng về phía Thánh Long quân đoàn, ngay sau đó, một đạo Phượng Hoàng Mạc Vân kích đã lập tức hủy diệt một đầu Bạch Giáp Địa Long đã thi triển ra Võ Hồn Chân Thân, cũng đồng thời tiến vào trạng thái chiến đấu. Áo Tư Tạp ăn một cây phục chế kính tượng tràng dùng máu của Đới Mộc Bạch chế tạo, cùng lúc hóa ra phân thân, Tiểu Vũ búng nhẹ liền vặn gãy cổ của một gã hồn sư Bạch Giáp Địa Long. Thực lực của cá nhân bọn họ mặc dù khó có thể đạt được trình độ như vậy, nhưng đừng quên, phía sau bọn họ còn có mệnh danh là thiên hạ đệ nhất phụ trợ hồn sư chữ Vinh Vinh hiện diện, dưới tác dụng tăng phúc lên đến 90% của nàng, không hề nghi ngờ. Hiện tại mỗi một người trong Sử Lai Khắc thất quái đều có thực lực của cấp bậc phong hào đấu la, phá hồn thương của Dương Vô Địch cũng cực kỳ mạnh mẽ, bất kể là toàn thạch mãnh tượng hay là Bạch Giáp Địa Long, phòng ngự của bọn họ căn bản là không có cách nào có thể ngăn cản phá hồn thương của Dương Vô Địch. Nếu nói về số lượng, hắn lại là người giết được quân địch nhiều nhất, lực công kích mạnh mẽ, hơn nữa có được phụ trợ cực mạnh, lực phá hoại thật kinh khủng. Độc Cô Bác âm thầm xuất hiện tại phía sau bọn họ, hiện ra bản thể của Bích Lân Xà Hoàng, kịch độc vốn rất lan tràn, ngay cả mặt đất bị che phủ lúc này cũng không có chút sức sống. Bỉ Bỉ Đông mang đến tổng cộng 8 gã phong hào đấu la, mà bên phía Đường Tam, không tính hắn tuy rằng cũng là 8 người, nhưng chữ Vinh Vinh chính là phụ trợ hệ hồn sư, dưới sự phụ trợ của nàng, đồng đội mới có thể phát huy ra thực lực của phong hào đấu la, không hề nghi ngờ. Từ thực lực hai bên mà nhìn, cường giả của Võ Hồn Điện hoàn toàn áp chế bên phía Thiên Đấu Đế Quốc, trong Sử Lai Khắc thất quái, ngoại trừ Đường Tam là không cần lo lắng, tu vi cấp bậc phong hào đấu la của những người khác cũng không thể kéo dài. 7 tên phong hào đấu la bên phía Võ Hồn Đế Quốc chia ra tìm đến Đới Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Dương Vô Địch cùng với Độc Cô Bác, còn lại một người, hướng thẳng đến chữ Vinh Vinh. Bọn họ tự nhiên cũng nhìn ra được, trong trận chiến này chữ Vinh Vinh có tác dụng then chốt, chỉ cần đánh chết nàng, quân lính bên phía Thiên Đấu Đế Quốc trong chớp mắt sẽ tan rã, không cần lo lắng cho ta, chữ Vinh Vinh hét lớn một tiếng. Quang mang phụ trợ không hề giảm, hồn lực cao đến 83 cấp, nàng cùng lúc phụ trợ cho 8 người bên phía mình, ngoại trừ Tiểu Vũ, 7 người khác đều đứng vững trước đối thủ của mình, cho dù là Tiểu Vũ, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù nàng không có khả năng chiến thắng đối thủ cấp bậc phong hào đấu la, nhưng dưới sự phụ trợ của chữ Vinh Vinh, hơn nữa nàng còn có Thuấn Di và Vô Địch Kim Thân, hóa thành một con thỏ nhỏ bé, trong khoảng thời gian ngắn tự bảo vệ mình không thành vấn đề. Dương Vô Địch và Độc Cô Bác đều là chống lại đối thủ cũ, Dương Vô Địch nghênh đón chính là Xà Mâu đấu la, mà Độc Cô Bác gặp gỡ chính là kẻ khắc chế kịch độc của hắn Thứ Đầu đấu la. Tên công kích về phía chữ Vinh Vinh chính là một tên mẫn công hệ phong hào đấu la, dựa trên tốc độ để tăng cường lực công kích. Võ Hồn là một đầu quỷ báo hoa văn. Sau khi biến thân, Võ Hồn Chân Thân trong chớp mắt liền tăng tốc, chỉ để lại vài tàn ảnh màu đen trên không trung, bắt thấy sắp sửa đến trước mặt chữ Vinh Vinh rồi. Nhưng đúng lúc này, hồn hoàn thứ 8 trên cửu bảo lưu ly tháp của chữ Vinh Vinh yên lặng lóe sáng, quang mang màu đen chợt lóe lên trong chớp mắt. Cửu bảo lưu ly tháp huyễn lệ quang mang chói lòa, vô số màu sắc ngưng tụ, cửu bảo lưu ly tháp chợt biến lớn, chỉ là lóe lên quang mang. Quỷ báo hoa văn đấu la cứ tưởng rằng mình vừa đánh lên trên tường đồng vách sắt, thân thể lộn một vòng mà thối lui. Trên chiến trường, thân ảnh chữ Vinh Vinh đã biến mất, chỉ còn lại một tòa bảo tháp 9 tầng cao 7 thước lóe ra quang mang chói mắt. Hồn kỹ thứ 8 này tên là Cửu Bảo Thần Quang Hộ Thể, mặc dù không phải là phòng ngự tuyệt đối như Vô Địch Kim Thân, nhưng Cửu Bảo Thần Quang Hộ Thể lại có thể miễn dịch đối với bất kỳ công kích nào có cấp bậc từ dưới hồn kỹ thứ 9 trở xuống, đồng thời hấp thu hồn lực từ công kích, chuyển hóa thành lực phòng ngự của Cửu Bảo Thần Quang Hộ Thể. Mà khi đối mặt với công kích của hồn kỹ thứ 9, có thể trực tiếp ngăn cản 9 lần mà không chết. Trong tiếng nổ, vị hoa văn quỷ báo hồn sư tội nghiệp kia bay ngược ra, toàn bộ hồn lực mà hắn đưa vào trong công kích đã bị Cửu Bảo Thần Quang Hộ Thể hấp thu, chẳng những không thể làm gì được chữ Vinh Vinh, ngược lại, hắn lại bị lực phản chấn gây thương tích. Lúc này trên chiến trường đã có chút hỗn loạn, lấy 9 người bên phía Đường Tam chống lại 9 vị phong hào đấu la của Võ Hồn Đế Quốc. Lúc trước, đám người bên phía Đường Tam còn có thể sát thương thật nhiều quân địch, bây giờ thì đã bị đối phương áp chế toàn diện. Bên phía Đường Tam, trước mắt tình trạng tốt nhất lại chính là
Dược Đường đường chủ của Đường môn Dương Vô Địch, hồn lực của Dương Vô Địch mặc dù còn chưa có đạt tới 90 cấp, nhưng vẫn cao hơn một chút so với Sử Lai Khắc Thất Quái. Hơn nữa, dưới sự tăng phúc của chữ Vinh Vinh, trên phương diện hồn lực lại không chút thua kém Giả Mâu Đấu La. Hai người đánh nhau ngang tài ngang sức, phá hồn thương của Dương Vô Địch phát huy ra uy lực từ trước tới nay chưa từng có, gây cho Giả Mâu Đấu La phiền toái rất lớn, nhất là một số sát chiêu lưỡng bại câu thương, càng làm cho Giả Mâu Đấu La thiệt thòi một chút. Trong lúc đó, Thánh Long quân đoàn mặc dù mất đi đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng, nhưng lúc này bọn họ cũng thể hiện ra thực lực tinh nhuệ của võ hồn đế quốc, hơn vạn hồn sư từ giữa chiến trường xẹt qua, tiến thẳng đến đại quân của Thiên Đấu đế quốc, mắt thấy sắp sửa lọt vào phạm vi công kích của hồn kỹ. Qua Long Nguyên Soái có chút lo lắng nhìn về phía đại sư, quốc sư. Hồn sư của chúng ta có phải cũng nên phóng xuất võ hồn và ra tay? Đại sư lắc đầu, còn chưa đến lúc, Nguyên Soái hãy bình tĩnh, đừng nóng nảy, vừa nói. Đại sư vừa đưa mắt nhìn về hướng Thất Bảo Lưu Ly Tông trong đại trận nhìn lại, chữ Phong Chí lúc này cũng đồng thời nhìn về phía đại sư. Ánh mắt hai người giao nhau, đại sư nhìn chữ Phong Chí gật đầu, chữ Phong Chí hiểu ý liền đưa ngón cái của tay phải giơ lên, nương theo một tiếng thét dài chói tai, kiếm đấu la trần tâm bay lên không trung, thất sát kiếm quang mang đại thịnh, từ giữa không trung đón gió bành trướng, cùng lúc đó, sáu đạo quang mang phụ trợ đã từ Thất Bảo Lưu Ly Tháp trong tay chữ Phong Chí bắn ra, cùng lúc chiếu vào trên người kiếm đấu la. Trong chớp mắt, thất sát kiếm đã biến thành dài trăm thước, rộng 30 thước, bóng kiếm thần lớn quét ngang ra, một kiếm này không phải là tấn công địch, mà là quét về mặt đất phía trước Thánh Long quân đoàn hồn sư, kiếm đấu la hồn lực chính là 97 cấp. Dưới sự tăng phúc lên đến 80% của chữ Phong Chí, cơ hồ là trong chớp mắt hồn lực liền tăng lên đến 98 cấp. Lúc này, hồn lực của hắn đã có thể so sánh với người không thể phóng thích toàn bộ hồn lực là Bỉ Bỉ Đông, một kiếm kinh thiên chém ngang trời, quang mang chợt lóe, lập tức chém xuống phía trước Thánh Long quân đoàn, kiếm đấu la một kiếm thành công, không hề dừng lại, thân thể trên không trùng cuốn lại, hồn lực chợt từ dưới chân phun ra. Giống như một ánh sao xẹt qua bay thẳng đến trung tâm chiến trường, thất sát kiếm chỉ về phía trước, mục tiêu đúng là tên quỷ báo hoa văn đấu la kia, Bỉ Bỉ Đông cùng Đường Tam đang chiến đấu kịch liệt. Trong lúc hồn kỹ thứ 6 chói mắt hấp huyết ma chu của võ hồn tử vong chu hoàng của nàng sắp sửa đâm trúng người Đường Tam, cũng là lúc ra các thần nỏ đồng thời bắn ra. Không đợi Đường Tam né tránh, hành động của Bỉ Bỉ Đông cũng trở nên chậm chạp một chút. Trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc, cơ hội như vậy Đường Tam làm sao bỏ qua, chân phải dẫm trên mặt đất, sát thần lĩnh vực toàn diện mở ra, hai sắc quang mang hồng trắng trong chớp mắt bao phủ toàn trường, không nhân nhượng đẩy lui lĩnh vực của Bỉ Bỉ Đông, làm cho kịch độc của tử vong lĩnh vực không thể lan qua đây. Cùng lúc đó, một đạo kim quang rớt vào hải thần tam xoa kích, khiến cho thần khí này bùng lên quang mang mà nó xứng đáng phải có. Trong khi chiến đấu lúc trước, bởi vì Đường Tam trước sau trong chớp mắt giết chết hai gã có thực lực mạnh, bị Bỉ Bỉ Đông phóng thích hồn kỹ quá nhanh đột nhiên đánh lén, Đường Tam cũng không có thời gian để sử dụng hải thần tam xoa kích, bị Bỉ Bỉ Đông ép cho chống đỡ rất chật vật. Lúc này rốt cuộc có thể thở được một hơi, hoàng kim tam xoa kích đảo qua một vòng trước người, dựa vào thế phòng ngự của Vô Định Phong Ba tạo nên một vòng kim sắc trước người, hóa giải hấp huyết ma chu đâm tới của Bỉ Bỉ Đông. Trong tiếng nổ ầm ầm, trên mặt Đường Tam phát ra một đạo thần quang mãnh liệt. Đã có thể sử dụng bản thể hải thần tam xoa kích, hắn ngăn chặn Bỉ Bỉ Đông không còn khó khăn như lúc trước. Hải thần tam xoa kích tạo nên từng vòng quầng sáng kim sắc, bay về phía Bỉ Bỉ Đông bao trùm lên người nàng. Chứng kiến quầng sáng kim sắc này, Bỉ Bỉ Đông không khỏi biến sắc, lần trước trong tinh đấu đại xâm lâm, đúng là chúng phải quầng sáng kim sắc này, mới bức bách nàng không thể không sử dụng hồn kỵ thứ 9, bất tử chi thân, mặc dù như vậy, chính mình cũng vẫn bị thương không nhẹ. Bởi vậy, mắt thấy Vô Định Phong Ba của hải thần tam xoa kích của Đường Tam xuất ra, Bỉ Bỉ Đông chợt dừng lại trên không trung một chút, hai tay vung lên, quang mang màu tím đen chói mắt ngưng tụ trước người, đem thân thể của nàng hoàn toàn bảo vệ ở bên trong. Cùng lúc đó, hồn hoàn thứ tư trên người Đường Tam cũng chợt sáng lên, chín đạo kim quang cùng lúc từ dưới mặt đất chui ra, dưới chân mỗi người trong chín người bên phía Bỉ Bỉ Đông đều xuất hiện một cái lồng giam kim sắc, vây bọn họ trong đó. Mặc dù lồng giam này đối với hồn sư cấp bậc phong hào đấu la mà nói, chẳng qua chỉ có thể khiến cho bọn họ hơi dừng lại một chút, dưới công kích cường hãn của bọn họ liền biến thành hư ảo, nhưng trong lúc cao thủ chân chính đối mặt, thường là chênh lệch chỉ ở trong một cái chớp mắt. Ngay lúc này, Đường Tam đã làm ra hành động thể hiện sự cường đại của khống chế hệ phong hào đấu la. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.